22. Bà Năm. Đinh Tiểu Phàm, mê kiếp, mày hiểu cái gì chứ? Còn không mau im miệng cho lão tử. Bị thần kinh rồi, đồ đấu giá ở đây chưa bao giờ là đồ giả. Chắc chắn là đố kỵ với người đó. Cái đồ ngu không biết nhìn hàng. Tôi không hiểu. Tôi có thể nói rõ cho cậu biết, cái này là đồ giả. Cậu đừng nói linh tinh nữa, chúng ta đi thôi. Đủ rồi, đầu tiên là báo ông nội dừng không ra giá, tiếp đó lại chạy đến nói là đồ giả. Cậu cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy mặt cậu nữa. Bảo tôi cút thì tôi cút à? Chỗ này là nhà cô mở hả? Cậu đừng có không biết. Phế vật, lời ban nãy nói rõ lại cho tao, nếu không hôm nay đừng hòng mà đi thẳng ra khỏi đây. Được, là cậu bảo tôi nói, đừng có hối hận đó. Theo tôi đến đây. Đưa bức tranh ra cho tôi sẽ khiến cho cậu tâm phục khẩu phục. Nói thì dễ lắm, bức tranh này đáng giá 350 triệu. Nếu mà làm hỏng liệu mày có đền được không? Ê và Thiên Vũ, anh cứ đưa cho anh ta xem đi. Cái thứ nhà quê này chưa bao giờ nhìn thấy cái thứ quý giá như vậy đâu. Còn định mong anh ta chứng minh gì chứ? Nói cũng đúng. Cẩn thận cho lão tử, mày không đền nổi đâu. Ok. Ừ. Đem cho tôi một cái kính phóng đại và một cái đèn chiếu. Lấy cho hắn xem, hắn định giở trò gì. Vâng. Vừa hay, tôi có mang theo trên người cho thiếu gia dùng đi. Hả? Ồ, được lắm. Này, ông cho cẩn thận đó. Hai thứ này, mặc dù không đắt đỏ, nhưng cũng mấy chục đồng đó. Ồ, cảm ơn. Đinh Tiểu Phàm, lần này tao phải trả lại hết những nhục giả ở trường lại cho mày. Cho mày không có chỗ chôn thân luôn. Mặc dù biết chứng minh bức tranh này là hàng giả, nhưng vẫn phải giả vờ tìm một chút chứ. Này, mày tìm ra chưa? Thời gian của tao là tiền bạc đó, có biết không? Vội gì chứ, nhân lúc này cứ vui vẻ một chút đi, lát nữa khóc còn không kịp. Được, tao sẽ chống mắt lên chờ xem. Đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Wow, đây là cái gì? Đây là cái gì? Làm gì mà la lớn như vậy? Giật hết cả mình. Cậu tự mà xem đi. Cái gì thế này? Thật sự chẳng có cái gì cả. Nhìn kỹ xem, bên trái, bên phải, bên trên một chút. Rốt cuộc có vấn đề ở đâu? Nên Tiểu Phàm, mày định lừa tao à? Có bị mù không? Ở chỗ này nè. Đó, thấy chưa? Bây giờ thì nhìn cho rõ đi. Cái này, ở trên giấy, phải dùng lực cạo nó ra. Đó, thấy chưa? À, cái gì vậy? Cái này. Nhìn thấy gì vậy? Cho chúng tôi xem nữa. Để lão khiếu xem. Cái này là. Chúng tôi cũng muốn xem. Bức tranh đáng giá 350 triệu. Cũng xem cũng không thiệt. Chuyện gì thế này? Bọn họ đang xem cái gì vậy? Bên trên đó viết gì vậy? Có tự xem là biết. Cũng đúng, để tôi xem. Liễu tiểu thư, bạn trai cô thật là lợi hại. Không ngờ, chứng cứ làm giả ở khung bên ngoài. Đây là chỗ rất ít người để ý tới. Không phải bạn trai của tôi, lẽ nào mấy người không nghe thấy tiếng lòng của tôi ư? Ừ. Gia công đồ cổ nhái, mời liên hệ, quê chát, cái quái gì vậy? Đúng là hàng giả thiệt rồi. Không phải chứ, bị tin tiểu tử này đổ trúng rồi. Bức lạc thần phủ này hóa ra là đồ giả. Tiểu Phạm, cậu làm sao biết được? Muốn biết ư? Cậu xin tôi đi. Tiểu Phạm, tiểu huynh đệ, vừa rồi cảm ơn cậu. Vừa rồi tiểu nữ nhà ta đã đắc tội, xin lượng thứ. Những điều này đều là chuyện nhỏ, sợ lão không cần để bụng. Còn không mau xin lỗi Tiểu Phạm. Xin lỗi. À, cô nói cái gì? Nói to lên. Xin lỗi, tôi đã trách nhầm cậu. Hả? Không nghe thấy. Không hề nghe thấy. Xin lỗi, hãy tha cho tôi, đồ khốn. À, sao lại như vậy? Ôi.
Thiên Vũ, Thiên Vũ, xe cứu thương, mau gọi xe cứu thương. Ninh tiên sinh, xin chào. Hồng tỷ, có chuyện gì không? Ninh tiên sinh, thủ đoạn cao tay. Cô nói cố Thiên Vũ chẳng qua là hắn tự tạo nghiệp thôi. Sao cậu ta lại bắt đầu câu dẫn người khác rồi, tức chết đi được. Đợi đã, cậu ta có phải bạn trai của mình thật đâu, sao mình phải để đủ để bụng chứ? Ninh tiên sinh, thật ra Hồng Diệp có một vấn đề. Làm thế nào mà cậu nhìn ra bức Lạc Thần Phú là giả? Chuyện này thiên cơ bất khả lộ. Mong Sa mời ba chuyên gia đồ cổ quốc tế tới đều không dám định được ra yếu tử này rốt cuộc làm thế nào. Có lẽ là một người thần bí thú vị, có điều ăn bám. Mình không tin. Cái tên Ninh Tiểu Phàm này, mặc dù trông có vẻ ngọn thế bất cung, nhưng chắc chắn không phải là người đơn giản như vẻ bề ngoài. Thất lễ rồi. Sở Thúc Thúc, hôm nay vì Liễu tiểu thư thoát khỏi tình huống khó khăn nên cháu mới giả làm bạn trai của cô ấy, gây náo loạn ở hội công sở, khiến cho gia gia vô cùng phiền phức. Ừ, không sao. Đúng rồi Tiểu Phàm, mấy ngày nay tôi không về Thanh Giang, cậu gọi xe về trước đi. Tiền đã gửi cho cậu rồi, xin lỗi nhé. Vâng, vậy cháu sẽ về trước đi. Để một lát, tối thế này rồi, chỗ này ở ngoại ô xa xôi, mình đi đâu bắt xe đây? Ý, nên Tiểu Phàm, sao lại ở đây? Tôi đưa cậu về. Hả? Nữ thần muốn đưa mình về nhà? Cậu đừng nghĩ nhiều. Vùng ngoại ô khó gọi xe. Nói tình hôm nay cậu giúp tôi đưa cậu một đoạn. Bà chủ Liễu, cô đúng là ân nhân của tôi đó. Ừ, cậu lên xe đi. Ồ, xe sang thì ngồi thoải mái quá. Thật ra, tôi vẫn luôn thắc mắc, cậu làm thế nào mà nhìn ra được Lạc Thần Phú là giả vậy? Nhìn ngang quá hồn mỹ, chẳng trách bao nhiêu người thích cô ấy. Cô cậu xin tôi đi, tôi sẽ nói cho cậu nghe. Không nói thì thôi. Được rồi, thật ra tôi... Nói tôi học hỏi nhãn kim tinh của Tôn Ngộ Không trong phim Tây Du Ký đó. Cô nghĩ xem, Tôn Ngộ Không không nhận ra yêu quái, dám định một bức tranh hàng nhái có gì là khó chứ? Hả? Cậu đừng có bịa ra mấy cái lời bừa trẻ con được không? Rõ ràng là chống chế tôi. Hai thời buổi này nói thật chẳng ai tin. Thế thái buồn bã quá. Yên nhiên tỷ, cô nói cái này nếu người tặng người khác, người đó có thích không? Tặng người? Mặc dù đại bộ phận nữ sinh sẽ thích, nhưng tôi sẽ không vì sợi dây chuyền đây mà dễ dàng. Sợi dây chuyền đẹp như thế này, tôi nghĩ Nhược Hề sẽ rất thích phải không? Nhược Hề? Ôi, thắng là thắng gấp này. Ý, dừng lại rồi. Wow, bà chỉ trình độ lái xe kém quá đi. Xuống xe cho tôi. Xuống xe. Yên Yên tỷ, chỗ này hồn vù vắng vẻ mà. Ý, này cô đi thật à? Cái đồ điện này lật mạch nhanh hơn cả lật sách nữa, chắc là đến tháng rồi. Tiểu gia chúc cô cả đời không tìm được bạn trai. Hai, rõ ràng là có thể ngồi xe về thành phố, bây giờ lại lơ lạc ở chỗ này. Yên Yên tỷ, lẽ nào cô không biết mấy chục cây số này chỉ mất mấy phút là về nhà được rồi? Tất lễ rồi, tất lễ rồi. Vừa rồi có phải mình hơi nóng giận không? Dù sao cô ấy cũng là trẻ con, bỏ đi. Ở nơi này một mình có vẻ hơi nguy hiểm. Tôi bỏ đi, ai bảo cậu ta là mình uổng công vui mừng một phen, là do cậu ta tự chuốc lấy. Liêu 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 liêu. Chết tiệt, cái gì vậy? Buổi cảm kinh ngạc của cô ấy buồn cười chết đi được. Ý, thôi xong. Tốc độ thật nhanh mà tay vô trụ điện thì còn gì nữa. Từ một đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi, vất vả gây dựng giá trị hàng trăm triệu, rốt cuộc có ý nghĩa gì chứ? Lẽ nào mình phải cô đơn đến già ư? Người nhận Lý Tiểu Phàm. Gửi đi. Không gửi hay gửi đi đây? Thẻ mượn sách thư viện, sách Thiên Định một ngày. Có thẻ này có thể mượn hàng trăm, hàng vạn sách trong thư viện. Sách Thiên Định, Vạn Chế tầng 1, Sợi Lông Cứu Mạng của Tôn Tài Thánh, Nam Hải Quan Âm Bồ Tát ban cho Tôn Ngộ Không pháp bảo này, được hóa là lá liễu trong bình ngọc, có thể phục chế vạn vật của thế gian. Còn tận mắt nhìn thấy, quả nhiên là đồ tốt. Chỉ cần nhìn thấy một thứ gì đó là có thể copy lại,
giống như là đạo thiên phù vậy. Copy gì đây vậy? Có rồi. Chính là nó, gây như ý của Tôn Đại Thánh. Nhắc nhở, sử dụng sợi lông của mặt cần phải là thứ tận mắt nhìn thấy. Hình ảnh không tính. Ngoài ra, do hạn chế của phép thuật, tất cả vật phẩm trong tiệm đều được chỉnh sửa theo cấp bậc hợp lý. Hả? Chết tiệt, mình hiểu rồi. Chỉ cần là những thứ mua ở tiệm đào bảo thì cho dù là gì, hiệu quả đều sẽ bị yếu đi, phải phù hợp với hạn chế của phép thuật nữa. Tin tin. Liễu Yên Nhiên, cậu về nhà chưa? Liễu Yên Nhiên sao lại chủ động gửi tin nhắn cho mình chứ? Những gì cô ta làm là thiệt phiền phức, tôi bỏ đi. Mình đường đường là đàn ông, không thể tính toán những chuyện nhỏ nhặt này được. Cậu về nhà chưa? Chưa, sao vậy? Tối nay xin lỗi, tâm trạng tôi không tốt, cậu đừng để bụng. À, tôi là đàn ông, sao để bụng mấy chuyện này chứ? Một cậu nhóc 16 tuổi mà cũng tính là đàn ông nữa. Đúng rồi, cậu phải cẩn thận với Cố Thiên Vũ. Cậu khiến nhà họ tổn thất 350 triệu. Cậu ta chưa bỏ qua cho cậu đâu. Còn cả Lâm Kiều Dương nữa. Cậu cũng phải chú ý, nếu cần có thể tới số 756 đường Giang Tân, tập đoàn Hoa Cẩm tìm tôi. Hình như cũng có lý hả? Có điều hai người này muốn gặp gây rắc rối cho mình. Mình còn đang đợi đây. Ok. 10 phút sau. Tiểu tử này dám không trả lời mình. Điện thoại kêu kìa. Alo, ai vậy? Mới sáng sớm đã gọi điện thoại rồi. Ninh Tiểu Hữu, dạo này thế nào rồi? Bình thường thôi, sao thế? Tim tôi có chuyện gì? Có phải bệnh tim của ông lại tái phát không? Bệnh tim tái phát, còn đứng đây nói chuyện với cậu không? Cũng không có gì, mời cậu ăn sáng uống trà. Quán trà Hồng Việt, thế nào? Nể mặt tôi chứ. Uống trà sáng, lão già này không phải có chuyện gì cầu xin mình chứ? Được, lát nữa tôi sẽ tới. Ừ. Lão Giang, chúng ta cũng phải nửa năm rồi không gặp nhỉ? Ừ, cũng đã lâu không gặp. Ngụy lão, trà đã pha xong rồi, mời ngồi. Thời gian vừa rồi nhiều chuyện đau đầu quá. Bên dưới, mấy đứa bên dưới, không có đứa nào làm tôi không hết lo được. Ai, ông đó, ban tối này rồi, uống trà, đi bộ. Hướng tuổi già không tốt sao? Việc gì phải lo mấy cái chuyện thế tục đánh đánh giết giết. Ngụy lão, ông không biết đâu. 10 vạn người trông chờ vào tôi có thể bỏ qua được đâu chứ. Ai, tôi bỏ đi. Chẳng khi mấy đứa mới gặp nhau, không nói chuyện này nữa. Tiểu Trinh, lát nữa có bạn của tôi tới, cậu tiếp một chút. Là cậu nhóc cứu tôi trên tàu lần trước. Là cậu ta. Phải nhớ, không được thất lễ. Vâng, Giang lão. Tiểu tỷ tỷ, chơi với tôi một lát đi. Tôi trả tiền lương một tuần cho chị. Xin lỗi, bây giờ tôi không rảnh. Ôi, mẹ kiếp, ai dám đá ông đây? Ôi, ba, tên khốn này, cả ngày chỉ nghĩ tới đàn bà, sớm muộn gì cũng sẽ tết trong tay đàn bà thôi. Ra ngoài đón người với tao. Hình như Giang lão nói là ở căn phòng này. Tới rồi, Tiểu Phạm. Cuối cùng cậu cũng tới rồi. Ý, Giang lão, gần đây sắc mặt có vẻ tốt, bệnh tim ổn rồi chứ? Không, không, không có. Sao cứ hỏi chuyện này là sao? Mong cho bệnh tim của tôi tái phát chết ư. Đúng rồi, vừa rồi tôi bảo Tiểu Trinh đi đón cậu mà, cậu ta đâu? Tiểu Trinh nào? Tôi tới đây một mình mà. Ý, cái tên Tiết Trinh này, một chuyện nhỏ cũng không làm xong. Hắn không muốn ngồi lên cái chức liệt hỏa đường đường chủ nữa phải không? Lão Giang bất giận, hại sức khỏe mà. Ngụy lão, Tiểu Phạm, sao ông lại ở đây? Câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng chứ. Lẽ nào tuổi còn trẻ thế này nên Tiểu Phạm đã có quan hệ với Cửu Long Hội? Đương nhiên là tôi tới đây xem bệnh cho Giang lão rồi. Ồ, hóa ra là mày. Cậu chính là thiếu niên thần y mà Giang lão nhắc tới. Tôi phải nghĩ ra chứ nhỉ. Giang lão, vừa rồi tôi quên mất một chuyện. Có một chuyện. Ý, lại là tên này. Giang lão, Nguy lão, tên tiểu tử này rất nguy hiểm, phải tránh hắn xa. Tránh xa hắn ra. Hắn chính chắc chắn là nội gián do hổ môn phải tới.
Ai vô, lâu rồi không gặp Tiết thiếu gia. Ba, người này chính là kẻ lần trước cướp phụ nữ của con ở quán bà Dạ Khôi, con đánh con bị thương, không thể sai được. Hắn chính là người do Hổ Môn phái tới. Hổ Môn, tiểu tử thối tha, mày không sợ chết ư? Mấy người, xông lên cho tôi. Nghĩ, hiểu rồi. Nạp mạng đấy. Này, hai anh tới làm trò hờ hả? Kết thúc rồi, tiểu quỷ. Tới địa bàn của Liệt Hỏa Đường, khác nào tự tìm chỗ chết. À, gì? Cái gì? Hình như chỗ này không hên ngon tôi. Vậy tôi xin cáo từ. Đợi đã, tiểu phàm. Giang lão, đứng lại đó. Đứng lại tiểu quỷ. Cậu tưởng có thể sống sót bước ra khỏi quán trà này ư? Tôi bảo cậu đứng lại, không nghe thấy sao? Sức mạnh này, ông là ngồi kình võ giả ư? Ai dồ, tiểu tử này cũng biết ngồi kình võ giả. Chỉ có điều tên nội gián lần trước của Hổ Môn bây giờ có đã mọc cao hơn 3 tấc rồi đó. Đi rồi tiểu trình, gặp chuyện của Hổ Môn là không ức chế nổi giận trong người. Mau nghĩ cách đi. Tiểu phàm tuổi còn nhỏ, mặc dù y thuật tuyệt thế, nhưng luận võ công sao có thể là đối thủ của Tiết Trình được. Nhớ, đi chết đi. Tới đây. Một quyền xong đối chiếu. Ai thắng đây? Không thể nào, sao hắn lại có sức mạnh chống lại ngũ kình võ giả? Này, chỉ có thế này thôi sao? Nhớ, cút xa ra cho tôi. Bay mất luôn. Ngồi kình võ giả cũng chỉ thế mà thôi. Tiết Trình cao thủ đại thành ngồi kình, không ngờ lại bại thảm hại. Không thể ngờ. Ba, không được động đậy. Mau giơ tay lên. Giang lão, tôi còn tưởng chúng ta là bạn cơ. Có điều ở đây phòng bị nghiêm ngặt quá, dùng cả súng nữa. Lão Giang, chuyện này chắc là hiểu nhầm. Chuyện này hiểu nhầm. Lần trước ở quán ba Dạ Khôi, suýt nữa tôi đã bị hắn đánh chết. Sao có thể hiểu nhầm được? Tôi nghĩ hắn chính là sát thủ do Hổ Môn phái tới. Anh thích Giang lão? Sát thủ? Mấy người làm tôi buồn cười quá đi. Tôi bỏ đi. Lũ lừa ngu ngốc, cút ra. Đưa súng cho tôi. Mau, đưa súng cho tôi. Giang lão, chuyện nổ súng này cứ để tôi. Một tên nhãi nhép của Hổ Môn sao có thể làm bẩn tay ông chứ? Súc sinh, cậu mau nói rõ ràng mọi chuyện cho tôi. À, tôi. Đừng mà, Giang lão. Tôi nói, tiểu tử đó, hắn chống đối tôi, cướp phụ nữ của tôi nghi ngờ hắn là nội gián do Hổ Môn phái tới. Chống đối cậu thì là người của Hổ Môn, vậy bây giờ tôi cầm súng chĩa vào họng cậu, có phải tôi cũng là người của Hổ Môn không hả? Không, không phải. Giang lão, tôi sai rồi, tôi không dám nữa. Ông ta cho tôi tha nè. Hai người lập tức đi xin lỗi Ninh tiểu hữu, sau đó tìm cậu ấy về đây. Nếu không tìm được vị trí đường chủ Liệt Hỏa Đường, đừng hòng giữ được. Tới xưởng nuôi ngựa ở Hà Uyển làm thợ hốt phần 3 năm. Vâng, chúng tôi đi đây. Đồ Long Ca, lần này nhất định phải giúp tôi phế cái tên tiểu phàm đó. Tiểu Vũ, cậu cũng thật là một tên tiểu tử nhảy nhót ở trường, có cần thiết phải đích thân tôi ra tay không? Khác nào dùng dao mổ trâu mà giết gà. Lý Đồ Long tôi dù gì cũng là hổ một một thời gian, rảnh rỗi đuổi mười mấy người chém giang hồ, có ai mà không biết tới tiếng ác của tôi chứ? Đồ Long Ca, anh biết không biết rồi, tiểu tử này bình thường là việc nông ấn khỏe lắm, lại rất giỏi đánh nhau.
Dội đến nhau ư? Dội đến mấy thì có đánh được tôi không? Chắc chắn là không được. Rồi Long ca, anh là võ giả tiểu thành ngoại kình trong truyền thuyết, nên tiểu phàm mà gặp anh chẳng khác nào đưa tay chịu trói. Đến tới lúc đó anh chỉ cần gầm lên, hắn phải quỳ xuống van lạy xin tha rồi. Sau khi xong việc, tôi mời anh tới giải trí anh hùng. Các em ở đó xinh đẹp lắm. Ừ, thế thì còn được. Một tên nhãi ranh học cấp 3, lợi hại đến mấy chẳng nhẽ lên tới trời. Cố Thiên Vũ định giở trò gì đây? Đinh Tiểu Phàm, lão tử đã biết chỗ của mày rồi. Mày cứ ngoan ngoãn rồi chết đi. Ý, thật là không ngờ sáng sớm ra đã dự hồng môn yến, tức chết đi được. Nhìn thấy nên tiên sinh rồi, nhanh lên nhanh lên. Nên tiên sinh tìm được cậu rồi. Ủa, dẫn đông người như vậy là định đánh tập thể ư? À xin lỗi nên tiên sinh, lúc trước là tôi không biết cậu là cao nhân. Ồ, vậy ư? Tôi cao 1m8, không cao lắm đâu, chỉ cao hơn ông có một chút thôi. Vâng, nên tiên sinh, tôi biết sai rồi. Nên tiên sinh, chúng tôi biết sai rồi. Anh đại nhân đại lượng không chấp tiểu nhân, tha cho chúng tôi đi. Hả? Sau này liệt hỏa đừng, chúng tôi không dám mạo phạm tới anh nữa. Ừ. Cút đi. Nên tiên sinh, mấy người đừng có theo tôi nữa. Bà phải làm sao đây? Nên tiên sinh không tha thứ cho chúng ta, chúng ta thảm rồi. Súc sinh, không phải tại mày ư? Nên tiên sinh bây giờ đang giận, chỉ có cách đi theo thôi. Đợi cô ấy hết giận, chúng ta từ từ xin lỗi. Mẹ kiếp, đều là những kẻ có mặt có mũi, sao lại mất thể diện như vậy chứ? Xin chào, mở một máy giúp tôi. Được, mời anh đưa chứng minh thư. Đây. Ừ. Nhìn gì, chưa thấy ai giận vệ sĩ theo tôi quan hết sao? Mau mở máy cho tôi đi. À, và tôi sẽ mở cho anh ngay. Việc nó. Một đám gà mờ. Wow, giỏi quá, lợi hại quá, quá đỉnh. Anh nên tiên sinh uống nước. Anh nên tiên sinh để tôi đấm lưng cho cậu. Không có gì cả, tắt máy. Chào nên tiên sinh. Mẹ kiếp, đại thiếu gia nhà nào vậy? Đi dạo dẫn theo nhiều vệ sĩ như vậy, làm màu sướng được một lúc, coi chừng cả nhà gặp họa đó. Anh nói nhỏ thôi, cẩn thận bị người ta nghe thấy. Ai, những người này thật là cố chấp. Đúng phục rồi. Ý? Ủa, xin lỗi, người này cao quá. Đinh Tiểu Phàm, mẹ kiếp mày, cuối cùng cũng đợi được mày về. Lão tử đợi mày cả nửa ngày rồi. Đợi tôi làm gì? Đương nhiên là để tấn mày rồi. Không, lão tử hôm nay phải phế mày. Ở hội đấu giá, mấy câu nói của mày làm Cố gia tổn thất 300 triệu. Không phải tao mạng lớn thì đã bị ông già nhà tao đánh chết rồi. Mày nghĩ tao sẽ dễ dàng tha cho mày ư? Vậy ư? Chưa bị đánh chết thật là tiếc quá. Mày nói cái gì? Nên tiên sinh bị bắt nạt rồi, mọi người chuẩn bị sống lên. Rõ. Tại hạ Lý Đồ Long, giang hồ gọi là thiết quyền vô địch, các hạ muốn chết như thế nào? Tao lại phải cắt chim mày đó. Mày nói lại lần nữa coi. Một tên tạp nham ở hổ mục cũng dám lớn tiếng ở đây. Nên tiên sinh, cô đứng ra sau đi, chỗ này giao cho chúng tôi. Hả? Ê vô, chẳng trách có chút khủng khiếp, hóa ra là dẫn theo trợ thủ tới đây à. Đồ Long ca, của ta là kim bài đá thủ của hổ mụn, các người nghĩ đông người là chúng ta sẽ sợ sao? Lát nữa Đồ Long ca phát uy phạm vi 5 cây số, không còn con chó con mẹ nào nữa đâu đó. À không, đúng là không còn ai sống sót. Hổ mụn đúng là ôn gia ngõ hẹp mà, không hẹn mà gặp, không tốn chút công sức nào. Sao hả? Xem ra các người có thù oán với tôi. Lẽ nào trước đây tôi từng đánh nhau với mấy người? Quên để đâu, cho hắn biết chúng ta là ai. Dì, ngồi ngồi đứng yên đấy. Mấy người là cửu long hội. Anh em đâu, tẩn chết cái tên răng vẩu kia cho ta. Vâng,
Cố thiếu gia, lùi lại đằng sau đi. Một mình đồ Long Ca là đủ rồi. Cũng có lý, đồ Lộc nhờ cả vào anh đó. Nghĩ gì vậy? Đối thủ của cậu là tôi. Được lắm, lão già. Xem tôi dùng một quyền đánh bẹp ông dính lên tường đây. Kéo ra cũng không được rồi. Muốn đòi năm đấm ư? Muốn chết. Tiếp chiêu đi. Gió. Ý. Ôi không, xong rồi. Đồ Long Ca bay hơi xa. Lợi hại quá, ông rốt cuộc là ai? Liệt Hỏa Đường Tiết Trình. Cái gì? Liệt Hỏa Đường Tiết Trình, đá thủ khủng bố nhất năm xưa, hóa ra là ông. Sao hả? Có vấn đề gì không? À đúng rồi, cậu là Lý Đồ Long phải không? Cậu ở Hổ Môn có vẻ cũng là nhân vật lợi hại nhỉ? Thế thì sao? Thế thì sao hả? Đương nhiên là phải đè bẹp cậu ở trên nền đất mà tấn rồi. Đây đó, mấy người dừng lại cho tôi. À, xin lỗi, tôi sai rồi. Mấy người này ra tay thật là tàn độc quá đi. Cút sang một bên. Y da. Đưa cái tên răng vỗ kia cút đi. Dám làm phiền nên tiên sinh, lão tử đánh chết mày mày. Đáng ghét. 30 năm Hà Tông, Hà Đông, 30 năm Hà Tây, cứ chờ đó. Đừng có ăn hiếp thiếu niên. Chúng ta đi thôi. Không, chúng ta chạy thôi. Đáng ghét. Nên tiểu phàm, mày cứ đợi đấy cho tao. Người lớn mà đi bắt nạt trẻ con. Còn cái tên gì Lý Đồ Long gì đó, con thấy ngại sao? Ý. Alo. Cái gì? Hả? À, nước có ga thật là tiệt. Ninh tiên sinh, Ninh tiên sinh, Giang lão lại phát bệnh rồi. Xin cậu hãy cứu ông ấy. Hả? À, tiên sinh, xin hãy cứu Giang lão. Cầu xin tiên sinh, Ninh tiên sinh, cứu mạng. Ai, vẫn được. Cảm ơn Ninh tiên sinh, cảm ơn. Bệnh viện An Dân. Ngụy lão, lão An, cậu không tới đây, lão dần sắp mất mạng rồi. Chúng ta lập tức tới ngay. Để tôi xem. Tiểu Phạm, cậu mau xem cho Giang lão đi. Giang lão bây giờ rất khó chịu. Chỗ này cứ giao cho tôi. Dừng tay lại ngay. Mẹ kiếp, sao mỗi lần trị bệnh đều có người ngăn cản tôi vậy? An thúc, vị này là Tiểu Trình. Cậu có đầu óc không vậy? Sao lại để một tên tiểu tử tùy tiện động vào Giang lão? Có phải cậu muốn ông ấy chết sớm để thay thế vị trí cậu hay không? Không dám, không dám. An thúc, nên tiên sinh không phải tiểu tử. Cậu ấy là thần y. Lần trước trên tàu hỏa là cậu ấy cứu Giang lão. Khoan được, hô đô. Bệnh tiên đột nhiên tái phát, ai cũng có thể chữa được hả? Thế nhận quỳnh, chuyện này ta có thể làm chứng. Thuật châm cứu của Ninh Tiểu Hữu rất thần kỳ, đặc biệt là băng phách ngân châm, ngay cả cũng không bằng đó. Nó như tiết chinh hồ đồ, nhưng Ngụy lão cũng không thể hồ đồ theo chứ. Lẽ nào cậu ta thực sự là thần y? Không được, tôi không thể để cậu động vào Giang lão được. Nếu có bất trắc xảy ra, cậu có chịu trách nhiệm được không? Hơn nữa cậu còn nhỏ tuổi như vậy, châm thuật tới đâu, cái này cần phải nhiều năm, nhiều thời gian rèn luyện mài dũa, cũng không phải ngày một ngày hai mà giỏi được. Cái này không phải trò đùa, cậu tránh ra để lão phù cô cho. Mà người quan trọng, ông còn ở đó ỷ già hiếp trẻ. Nếu ông nghi ngờ y thuật quỷ cốc của tiểu già, thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhật, lẽ nào ông muốn Giang lão già chết nhanh hơn? Hằng thế nhân, ta cả đời hành y cứu vô số người, tiểu tử nhảy rành dám sỉ nhục ta. Lão phu là một trong ngũ đại thần y danh dự của thế giới, chủ tịch tập đoàn Đào An Thị, cậu lấy đâu ra mà cái gan luận trung y với ta? Ồ vậy ư? Nếu ông giỏi như vậy, sao không trị được bách thảo độc chứng của bản thân ông chứ? Hả? Bách thảo độc chứng? Cậu sao cậu biết? Theo quan sát của tôi mấy năm gần đây, trên người ông đau đớn nhức mỏi, không có lực. Tiểu tiện thì có màu vàng đậm phải không? Cho dù ông có uống thuốc thế nào cũng không có tác dụng. Cho dù là hà thủ ô nhân sâm, đông trùng hạ thảo cũng không có hiệu quả, đúng không? Tôi nghĩ lúc ông trẻ tuổi từng vì học nên đã học thần nếm bách bảo, lấy thần thử độc, cuối cùng mới bị căn bệnh bách thảo độc chứng. Nhưng ông có nghĩ rằng thử quá nhiều loại thuốc sẽ dẫn đến xung đột,
nó sẽ xảy ra phản ứng trong cơ thể của ông. Cơ thể ông sẽ không những sẽ miễn dịch với các loại thuốc trung y, còn hình thành độc tố dần dần ăn mòn lục phủ ngũ tạng của ông. Đừng nói nữa. An Thúc, hãy để cậu ta thử đi. Được thôi, để cậu chữa cho Giang lão. Có điều nếu Giang lão có mệnh hệ gì, cậu đừng hòng sống ra khỏi bệnh viện. Không được chậm trễ, tôi sẽ bắt đầu ngay. Băng phách ngân châm. Thượng. Châm pháp này hình như từng thấy ở đâu đó rồi. Hơn nữa, mỗi mũi châm đều đặt chính xác ở các vị việc quan trọng. Quá là vi diệu. Xong rồi. Giang lão không sao rồi. Tiểu tử thối, chuyện này rốt cuộc là sao? Đây là chữa bệnh ư? Cậu có thấy ai chữa bệnh mà chữa bệnh nhân tình biểu cảm như thế này? Biểu cảm nào? Tôi nghĩ ông hoa mắt rồi, nhìn nhầm phải không? Chính mắt ta nhìn thấy Giang lão đau đớn tận cùng không phải sao? Cậu đang giở trò qua mặt tôi sao? Đã bảo ông nhìn nhầm rồi. Nước. Tôi cần nước. Xem ra Giang lão không sao rồi. Đó tạ tiểu huynh đệ đã chữa bệnh cho Giang lão. Bây giờ Giang lão đang ngủ rất yên ổn. Thật ư? Tốt quá rồi. Hả? Đúng rồi, ta nhớ ra rồi. Quỷ cốc thần châm. Đây chính là châm pháp của quỷ cốc thần châm. Không ngờ thế giới này là có người nhận ra sư môn của tôi. Khá là thú vị. Thì ra là vậy. Không ngờ thế gian này lại có sư môn này tồn tại. Năm đó chúng ta đều uổng công già già rồi. Ông nội ông ta. Ông ta đã sắp 80 tuổi rồi. Vì ông nội của ông ta lẽ nào là người của thế kỷ trước? An Thế Nhân là một trong ngũ đại thần y hưởng danh tiếng. Bây giờ lại vì chuyện cũ mà rơi nước mắt. Sao lại có khóc như một đứa trẻ vậy chứ? Ninh Thiên Sinh, có thể qua bên này nói chuyện một chút được không? Được, mời Thiên Sinh. Theo ta tới chỗ khác nói chuyện kỹ càng. Tìm thấy rồi. Ninh Thiên Sinh, đợi lâu rồi. Đây là bức ảnh cũ. Đứa trẻ đó chính là tôi. Năm đó đây là ba tôi. Ông lão mặc áo da chính là ông nội của tôi. Cậu có quen không? Ông bị mắc bệnh à? Ông nội của ông nếu sống tới bây giờ chắc cũng phải mấy trăm tuổi rồi đó. Tôi nghĩ là tôi tới từ người ngoài tinh chắc. Trường sinh bất tử ư? Chuyện này bởi vì nghĩ đến rất nhiều chuyện trước đây có chút hồ đồ rồi. Ông nói xem, làm sao ông quen được quỷ cốc nhất môn chúng tôi? Chuyện này nói ra thì dài lắm, tôi sẽ nói ngắn gọn. Ông nội tôi gia cảnh nghèo khó, sống ở vùng núi nghèo khổ, cuộc sống bần hàn qua ngày. Trong một trận ôn dịch, phụ mẫu đều ra đi. Vì thế bà nội đã nuôi ông trưởng thành. Thời khắc ông sinh ra, các nhà khác đều có cuộc sống yên sinh. Bà nội dẫn ông đi lưu lạc khắp nơi. Cuối cùng bị mắc một căn bệnh ác tính qua đời. Vì thế ông nội từ đó quyết tâm học y, trở thành tế thế thần y. Có một lần ông nội lên núi hái thuốc, đường núi hiểm trở. Vì trời mưa đường trơn, không cẩn thận ngã xuống một cái sơn độc. Trong họa có phúc, ngã xuống đây ông tử được cao nhân cứu mạng. Cao nhân tên là Quỷ Cốc, thấy có duyên với ông nội, là biết ông nội cố cầu học y, bèn truyền thụ một chút về Quỷ Cốc y thuật cho ông nội. Dựa vào chút y thuật này, ông nội tôi bắt đầu hành nghề y, dần dần ăn gia có danh tiếng. Sau đó sáng lập lên công ty y dược Giang Gia, cho tới bây giờ tài sản đã hơn cả chục tỷ rồi. Trước khi ông nội qua đời, từng nói với tôi rằng Quỷ Cốc nhất mạch đạo thống, trong đó Quỷ Cốc y thuật nếu như đại thừa có thể khiến bạch cốt sinh cơ, khiến người chết sống lại. Quá là quỷ thần thâm sâu khó đoán. Nhưng lúc đó cha mẹ tôi và các thúc bá không ai tin. Sau khi ông cụ qua đời cũng không còn ai nhớ tới chuyện này. Thì ra là vậy. Không ngờ An Gia lại có một đoạn duyên với Quỷ Cốc y thuật mà tôi học. Nên Tiên Sinh, lão khiếu mạo muội hỏi cậu một câu. Cậu là truyền nhân của Quỷ Cốc thật ư? Đúng thế, tôi chính là truyền nhân một đời thứ 108 của Quỷ Cốc Nhất Bạch Ninh Tiểu Phạm. Quỷ Cốc cái gì chứ, y thuật của mình rõ ràng mua ở cửa hàng Đào Bảo Tam Bao về mà. Quả nhiên là vậy, chẳng trách tôi còn nhỏ y thuật tuyệt thế như vậy. Hóa ra là truyền nhân của Quỷ Cốc.
Nếu là cô ấy nhất định cũng sẽ cứu được. Ai cơ? Nên tiên sinh, sư thúc tại thượng, xin nhận của đồ đệ một lạy. Ôi, ông làm cái gì vậy? Không phải, có chuyện gì thì cứ đứng lên từ từ nói. Không được, cổ lễ không thể thiếu. Sư thúc tổ thượng tòa, để tôi khấu đầu ba cái rồi nói. À trời đất, còn phải khấu đầu để một ông lão 80 tuổi khấu đầu, tốn thọ chết. Ai, không chịu được nữa. Ông đứng lên, bây giờ tôi sẽ đi đó. Vậy được, tôi sẽ đứng lên, có điều còn phải đồng ý với tôi một chuyện nữa. Hả? Hóa ra ông còn có chuyện cầu xin nữa. Được lắm, tâm sự quá sâu, tôi muốn về nông thôn. Hai, ông muốn tôi giúp ông điều dưỡng cơ thể? Không phải, bệnh của tôi tạm thời cứ vậy đã. Thật ra tôi muốn cậu nhờ chữa bệnh cho cháu gái tôi. Năm nay 16 tuổi, bằng tuổi sư thúc tổ, xinh đẹp, ngoan ngoãn, hiền lành. Nhưng đột nhiên mắc tuyệt chứng. Lần trước kết quả kiểm tra cơ thể, nói con bé không sống quá được 25 tuổi. Xinh đẹp, ngoan ngoãn, đây đã hình như đây không phải là trọng điểm. Sống không quá 25 tuổi, bệnh máu trắng, ung thư, đều không phải. Đến bây giờ chúng tôi đã thử nhiều cách nhưng không tìm ra được tuyệt chứng. Sinh lực bên trong cơ thể y nhiên đang bị ăn mòn từng ngày. Cơ thể yếu đi trông thấy, chúng tôi nhìn thấy mà đau lòng. Y nhiên, đây đã, cái tên này sao thấy quen quen. Sư thúc tổ, nhìn xem, đây là cháu ngoại của tôi. Hả? À, chết tiệt, phân khỉ. Sư thúc tổ nói cái gì? À không không, không có gì. Nếu như An gia và quỷ cốc nhất bạch có duyên, đương nhiên tôi sẽ giúp. Vậy thì tốt quá, sư thúc tổ nên chịu giúp. Nhiên nhiên, được cứu rồi. An lão, ông đừng vội vui mừng quá sớm. Chuyện này, thủ đoạn chữa bệnh của tôi có chút vấn đề, không biết cháu ngoại của ông có chịu được không? Nếu như An Diên không chịu được, tôi sẽ thuyết phục con bé. Sư thúc tổ cứ nói đừng ngại. Trong quá trình chữa bệnh thì phải cởi đồ. Hả? Đi vô, Giang lão, sức khỏe ông hồi phục nhanh nhỉ. Tiểu Phạm, cuối cùng cũng cậu cũng về rồi. Sao thế, tim tôi có chuyện gì? Cái mạng của tôi đều nhờ cả vào cậu rồi, cảm ơn cậu. Được rồi, đừng làm to chuyện nữa. Được rồi, nếu nên tiên sinh còn thích vậy tôi sẽ không hành lễ nữa. Hai người còn không mau quỳ xuống xin lỗi nên tiên sinh. Vâng. Kỳ lạ, người thành phố này sao cứ thích quỳ xuống như vậy chứ? Nên tiên sinh, chuyện lúc trước tôi đã điều tra ra rồi. Hai người này muốn xử lý, sao cậu định đoạt? Không cần đâu, tôi không có hứng thú với tính mạng của bọn họ. Được, tôi hiểu rồi. Ông hiểu cái gì? Người đâu? Đem dao tới đây cho tôi. Hả? À, đường đao tới rồi. Theo quy tắc của Cửu Long Hội, phạm tội này phải chặt ba ngón tay. Tự ra tay đi. Mỗi người ba ngón. Hả? À, đừng để tôi và tiên sinh đợi quá lâu. Tiên sinh, tôi mạo phạm đến cậu, tôi tự nguyện trừng phạt, chỉ hy vọng cậu tha cho con trai tôi. Tôi sẽ thay nó chịu trừng phạt. Vậy còn không phải lỗi của cha. Chuyện này sẽ do Tiết Trình tôi tự chịu trách nhiệm. À, nào làm đi. Ôi, đợi đã, ba đừng mà. Việc gì phải máu mè kinh khủng như vậy chứ? Hả? Tôi bỏ đi, hôm nay thời tiết tốt, tôi tha cho. Cảm ơn. Nên tiên sinh, cậu là ân nhân của chúng tôi. Ai, mấy người có thể biết điều một chút có được không? Lão Giang, tập đoàn Cửu Long hiện giờ là tài sản hùng hậu, một số chuyện tổn âm đức nên ít làm thì hơn. Cũng có lý. Chuyện sau này tôi sẽ ít tham gia. Nên tiên sinh, thứ lỗi tôi nói thẳng, cậu vẫn ở tiểu khu lúc trước sao? Đúng thế, sao vậy? Ông cũng muốn dọn đến ở, không biết ở đó còn phòng trống không? Không, không phải, ý của tôi là cậu có y thuật tuyệt thế, kiếm tiền quá dễ dàng. Việc gì phải ở một nơi như vậy? Chi bằng thế này đi, cậu dọn tới liệt hỏa đường chúng tôi. Có một trang viên ở đường Bắc Sơn Thành Giang, không dám nói là lớn nhất Thành Giang, nhưng cũng được liệt vào một trong 10 tòa lớn nhất. Nếu có thể lôi kéo quan hệ với nền tiểu phẩm, tương lai vị trí Cửu Long Hội chắc chắn sẽ về tay mình. Bây giờ tôi vẫn còn là học sinh, mà học sinh nhiệm vụ chủ yếu vẫn là học tập, không nên lãng phí thời gian vào những chuyện khác. Được, nên tiên sinh, coi như là tôi chưa nói gì đi. Lời của Tiết Trinh đã nhắc nhở mình, hơn 6.000 vạn tiền tiết kiệm đã tới lúc lấy ra mua nhà rồi.
ở những nơi sang trọng đều khoảng 6-7 vạn một mét vuông. Có chỗ thì mười mấy vạn một mét vuông luôn. Ai, tôi bỏ đi, mình đã dành mua đạo cụ ở tiệm đào bảo thì hơn. Đúng rồi, lúc trước bốc thăm được một thẻ mượn sách thiên đình vẫn chưa sử dụng, không biết để làm gì. Thử xem. Thư viện thiên đình là tàng thư các lớn nhất tam giới, với hơn 100 vạn đầu sách. Số lượng nhiều như các sa mạc, như vũ trụ phàm tinh, điểm không xuể. Thư viện thiên đình có tổng cộng 99 tầng. Càng lên trên, sách càng quý giá. Thư tịch đều là các loại sách có giá trị. Wow, thư viện này thật là tuyệt vời quá đi. Với cái trí nhớ yêu nghiệt của mình thì trong vòng một ngày ít nhất cũng có thể xem được hàng trăm cuốn. Hơn nữa còn thuộc lâu lâu nữa. Tiên võng đàn, xây dựng liên kết thần hồn. Lần đầu cần tải một chút thời gian, xin hãy đợi, tốc độ thần hồn tải 1%, 2%. Ôi, còn xưng là tiên võng, tốc độ liên kết này không nhẽ là do mạng lãng sao? 100%. Ôi, đây là linh hồn xuất khiếu. Trời đất, mình lên trời rồi. Wow, gì vậy? Một lỗ không gian, nó đang hút mình vào. Xong rồi. Wow, lẽ nào đây là thiên đình thư viện cao như vậy sao? Ừ, lợi hại quá. Dừng lại, xin mời nghe qua quy định của thư viện. Bên trong thư viện sẽ không được phép đem sách ra ngoài, không được làm ồn, không được ăn đồ khẩu vị mặn, nếu không thiên đình sẽ bị thiên binh thủ vệ có quyền đánh người đó. Đồng ý. Trông hắn giống như lục giáp dương thần, không được động tới đâu. Chỗ này là thư viện phong bản số 1259 của thư viện thiên đình. Ngươi chỉ được ở đây 12 tiếng, yêu cầu tuân thủ quy định, đọc chút đọc sách vui vẻ. Phải nhanh chóng xem nhiều sách mới được. Đầu tiên là xem tầng 1. Wow, sao lại thế này? Trải qua thiên nhân đang tẩy tuế đại não, cũng không những có trí nhớ siêu phàm, vì sao tới đây lại không có tác dụng? Nhìn thấy chưa, lại một tên gà mờ. Đúng thế, ngu ngốc quá. Xem sách đi, đừng nghĩ nhiều. Chỗ này là thư viện thiên đình, thánh địa vũ trì, không phải nhà ngươi. Ngươi ở nhà ngươi là thiên tài, ở đây ngươi chỉ là một hạt bụi mà thôi. Đúng thế đại ca. Một hạt bụi ư? Đúng thế, vũ trụ hảo hả? Phàm nhân đáng gì chứ? Chỗ này có lẽ là đều là các vị may mắn có được tiệm đào bảo tam giới, mình có là gì đâu. Linh thể đồ linh, lẽ nào? Họ linh thể, trong cơ thể giống dấu hạt giống hỏa pháp tắc. Có thân thể họ lực rất cao với hỏa hệ linh khí, tu luyện công pháp này cũng thành công gấp đôi. Họ linh thể túc chủ, do tình hình không giống nhau, thời gian khác tỉnh cũng khác. Ngoài ra, biến dị họ linh thể, họ diệm trong cơ thể đi theo hai hướng cực đoan. Một là luận phế tài, hai là một bước xung thiệt. Biến dị họ linh thể bao gồm có huyết phụng linh thể, tứ diệm linh thể, cực hàng băng, họ linh thể, còn nữa. Họ hệ linh khí vận hành bên trong kinh mạch theo một quỹ đạo cách xa. Từ ngày thức tỉnh và tà họ linh khí mỗi lần vận hành một tuần sẽ dày vò túc chủ, cơ thể nóng rực, ý thức mơ hồ, là tỏ tả họa, tà hỏa linh thể. Hóa ra là vậy, tất cả đều đã rõ ràng. Kế sách tạm thời là dùng băng thuộc tính linh vật trở ngáp đã thông kinh mạch. Kế sách lâu dài đó là tu luyện công pháp thuộc tính hỏa để khắc chế. Trong sách nói triệu chứng này giống hệt y như Liễu Hiên Nhiên. Có điều công pháp thuộc tính hỏa, đợi một thời gian nữa lên tiệm đào bảo xem. Bây giờ phải tranh thủ thời gian đọc sách. Ngày hôm sau, thời gian đọc sách đã hết, còn 2 phút nữa là trở về trái đất. Xin mời trả sách đúng vị trí. Hết giờ rồi. Ai, mau cho ta vào. Chết tiệt, là ai lo to tiếng vậy? Không biết đây là thư viện thiên đình sao? Ta bảo người cút, người có nghe khởi không hả? Ta là chúa tể của mãn hoàng đại lục, cao thủ cấp bậc võ đế. Còn không mau cút ra, cẩn thận lão tử cho người chết không có chỗ chôn thân. Người dám gào thét ở đây, phải chết. Chết cái đầu nhà ngươi. Muốn chết? Ai thắng đây?
Ừ, chết tiệt, cái tên chúa tể cái gì đó bị diệt rồi. Thú vị lắm, không ngờ trong thế giới này mình chỉ là một con ếch ngồi đáy giếng đáng thương. Có điều mình không muốn làm con kiến nữa. Mình muốn tu tiên, mình muốn thoát ra khỏi trái đất, đi xem các vũ trụ khác. Vô tận đại lục, trường sinh bất tử, tông môn thế lực viễn cổ chiến trường, ngôi vực tà ma, mình đều muốn biết hết. Chà, ước mơ quá là to lớn. Linh Nhi, Linh Nhi, ngươi có pháp quyết nào tu tiên có thể giới thiệu cho ta không? Tiểu Phạm ca ca. Qua. Linh Nhi, ngươi xuất hiện không một tiếng động làm ta giật cả mình. Đã lâu không xuất hiện, đột nhiên quên mất điều chỉnh linh thể. Vì thế ngươi đã từ bỏ thế tục bắt đầu tu tiên rồi. Tốt quá, cuốn công pháp tu tiên cơ bản mà ta đích thân lựa chọn cho ngươi. Hả? Sao có cảm giác ngươi đã chuẩn bị từ lâu quá rồi vậy? Giao Quản Thành Tử, Hồn Long Chân Nhân, Thái Ất Chân Nhân, Nam Cực Tiên Ông và 24 vị Đại La Kim Tiên cùng biên tập nên cuốn pháp quyết tu tiên pháp quyết này. Có phải nên đưa cho ta cái loại chính là cái loại rất mạnh giống như Đại Thiên Tạo Hóa Chưởng hay là Diễm Phần Phệ Lãng Xích hay là Tam Thiên Lôi Động Công Pháp hay sao? Hả? Cái cuốn công pháp này là do ta tới bây giờ là bộ tiên pháp cơ bản hoàn thiện nhất của thiên đình. Người khác thì có tiền không mua được, ta lén lấy nó đó, ngươi dám chê nó ư? Ủa, ta còn tưởng nó là hàng chệ, hàng chợ cơ. Hàng chợ, Tiểu Phạm ca ca, ngươi là đồ ngốc hả? Ta mặc kệ người đó, đồ ngốc. Tạm biệt. Đợi đã, Linh Nhi, ta sai rồi, được chưa? Ta được rồi, hình như là giận thật rồi. Nếu như lén lấy cho mình, vậy mình tới cửa hàng Đào Bảo xem một chút. Tiên đình tu tiên bảo điển, giá cả là 5. 5.000 linh thạch, 5.000 vàng. Quả nhiên cô ta cố tình chơi xấu mình. Mua hàng thành công. Cái gì? Đã học nữa rồi sao? Dạo này học võ rất là đơn giản ha. Cứ mua sách nhập vô trong đầu cái là tri thức nhập đại hải. Cửa hàng Đào Bảo có thể đổi sang phương thức nhẹ nhàng một chút có được không? Người ta có thể tiếp nhận không? Sách không phải là đã hấp thu rồi ư? Sao vẫn chưa biến mất? Nếu muốn tu luyện bảo điển này, con phải sử dụng thượng phẩm linh thạch 3 viên một tuần. Hả? Một viên thượng phẩm linh thạch tương đương với 100 viên hạ phẩm linh thạch là 300 vạn, thu phí 2 lần. Tế ngân hàng còn có tới 600 vạn. Tế thương thành đổi 3 viên linh thạch thử xem. Nạp tiền thành công. Bây giờ luyện thử một tuần. Mười phút sau. Vỡ nát. Cảm giác được rồi. Đột phá rồi. Thì ra là vậy. Vượt qua ngoại kình là vì mình chưa đột phá, dẫn đến sức mạnh của mình bị hạn chế. Đấm thử nhẹ một cái nè. Wow, đây là rất là lợi hại. Thiên đình tu tiên bảo điển quả nhiên danh bất hư truyền. Cứ tu luyện theo phương pháp này không sai. Không phải là đột phá đến hóa phải hóa cảnh sao? Tiên thiên, thậm chí là thần cảnh trong truyền thuyết ư? Công lược mặc dù lớn mạnh nhưng đúng là đốt tiền quá. Không phải đốt tiền ít mà là tiền nhiều. Thôi, cất cuốn sách này đi, lần sau tiếp tục dùng. Nói đúng ra hình như đã lâu rồi không gặp Nhược Khê. Ta nói chuyện với cô ấy một chút vậy. Nhược Khê. Tiểu Phạm ca. Xin lỗi Tiểu Phạm ca, tối qua em đi làm thêm, mãi hơn 10 giờ mới về không trả lời tin nhắn của anh được. Không sao, Nhược Khê vất vả hết như vậy, sao trách em được chứ? Vậy chúng ta đi ăn rồi đi xem phim đi. Được. Ừ. Đi thôi. Được. Nhược Khê, em xem muốn ăn gì thì cứ gọi thoải mái. Tiểu Phạm ca, em có thể gọi tiểu ý không? Tiểu Phạm ca, đồ ăn ở đây đắt quá.